Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hướng dẫn cuộc sống. Ngày hôm nay kênh Hướng dẫn cuộc sống sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta sửa tủ lạnh Beko Inverter. Và ngày hôm nay mình có cái tủ lạnh Beko Inverter nó đang bị trường hợp là bị kêu nè. Đó, mọi người có nghe tiếng kêu không? Đây mình sẽ quay vào đây cho mọi người nghe cái tiếng kêu của nó nè. Đó. Vậy thì nguyên nhân tại sao mà cái tủ lạnh Beko của chúng ta nó bị kêu, và nguyên nhân tại sao nó bị kêu và nó bị không đông đá luôn, và tủ lạnh của mình cũng bị chảy nước ra hết, tức là nó đang gặp vấn đề gì, thì ngày hôm nay mình sẽ xem bên trong nó bị gì và mình hướng dẫn cho mọi người cái cách để làm sao chúng ta sửa chữa tại nhà mà không cần phải gọi thợ nha. Đó các bạn thấy bên trong nè, nó có đống tuyết nè, đó cái quạt nó đang quay, nó cạ vào cái cục nước đá cho nên là nó sẽ bị kêu như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào video để chúng ta xem coi sửa như thế nào nha. Rồi thì như các bạn đã thấy nè, hiện tại đây tủ lạnh đang báo lỗi nè. Các bạn thấy E4 không? Nó góc bên tay phải đó, nó đang báo là E4. Thì đang báo lỗi là hư. Thì để xem coi tình trạng nó là hư như thế nào thì các bạn phải mở bên trong thì mới biết là hư như thế nào được. Nhưng mà ở đây các bạn cũng đừng quan tâm, mình đang hướng dẫn cho tất cả mọi người là ai cũng sửa được luôn chứ không phải là thợ mới sửa được. Đó, cho nên là chúng ta sẽ xem video này và chúng ta thực hiện theo thôi. Và các đồng hồ đo và tất cả những đồ của thợ thì các bạn không cần có cũng được. Các bạn chỉ cần biết là mình kiểm tra rồi các bạn thay theo giống như, nếu mà các bạn bị tình trạng giống như này, các bạn sẽ thay theo giống như mình thay thôi. Chứ các bạn không cần phải đi có những cái đồ giống như thợ. Thì bây giờ chúng ta lấy hết đồ rồi thì chúng ta sẽ mở cái ngăn đá này ra. Ngăn đá này cũng bị chủ nhà mở nhiều lần rồi. Cho nên bây giờ chúng ta mở rất là dễ dàng. Ở trên nó có hai cái ngàm, mở rất là dễ nha. Thì đây, đá nó cọ nè, các bạn nghe tiếng cọ rất là lớn. Đó, nó cọ là cọ vô đây, thì gánh quạt cọ vô đó. Do là không xả đá được, cái hệ thống chúng ta không xả đá được thì nó sẽ gây tình trạng này. Thì ở đây có một cái con cảm biến đó, cái con đó, đó là nó hay hư. Đó, cho nên là xíu nữa chúng ta sẽ kiểm tra coi nó hư không để chúng ta thay nha. Rồi, bây giờ cái tủ đã đông tuyết rất là nhiều rồi. Thậm chí cái tấm bạt đó nó cũng dính trong đó luôn rồi. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ lấy tấm bạt đó, chúng ta sẽ dán lại y vị trí cũ nha. Đó, cái tấm bạt mà đang dính ở bên trong cái cục đá đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy máy sấy. Chúng ta sẽ sấy hết toàn bộ những cái đá này ra bên ngoài. Nói chung là cho nó tan thành nước. Nói chung là cho nó sạch sẽ hết. Thì chúng ta mới bắt đầu thay được nha. Đây, như các bạn thấy nè. Ở đây là có hai cái ngàm nè. Đó, cái ngàm này. Hai ngàm này các bạn kéo xuống là nó xuống nha. Đó. Thì khi mà đẩy vô thì có hai cái ngàm móc lại đó, các bạn lấy ra bên ngoài luôn, bạn để bên ngoài để chúng ta bắt đầu rút điện ra để chúng ta sấy nha. Bây giờ các bạn làm gì làm, các bạn nhớ sửa chữa, các bạn nhớ rút điện nha. Nó rút điện ra xong rồi các bạn sẽ sấy cho nó sạch nước đá rồi chúng ta mới bắt đầu sửa chữa. Thì khi mà bạn sấy á, các bạn sấy thì các bạn nhớ nè, sấy thì nó chỉ được một lớp ngoài rất là lâu, cho nên là xíu nữa mình sẽ tua video cho nó nhanh nha. Và sau khi mà mình sấy mình cảm thấy nó tan lâu quá rồi thì mình nhớ kết hợp là đổ nước nóng nè, đổ nước sôi các bạn. Các bạn cứ đổ trực tiếp vô đi là không có sao đâu. À, các bạn đổ trực tiếp bằng khi nào mà nó sạch hết, nó thông nước xuống hết ở phía dưới là ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau, chúng ta xem thử nè. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem để các bạn biết được mà là khi mà cái tủ nó gặp vấn đề mà không đông đá thì nó hay gặp tình trạng này nè. Thì ở đây là sau phía sau lưng của cái tủ lạnh nha. Đây là phía sau lốc. Các bạn nhìn vô trong cái chỗ này. Ở đây nó có một cái máng nước nè. Đây là cái lốc nha các bạn. Ở trên cái lốc này có một cái máng nước nè. Cái máng nước này, cái máng này là cái máng đựng nước. Nhưng mà bây giờ nó đang, hiện tại là nó đang không có nước nè. Các bạn nhìn vào đây. Ở đây không có nước nha. Thì tức là nó đã bị nghẹt rồi. Nó đã bị nghẹt, nó không có nước. Đó, các bạn thấy không? Không, nó có một cái ống nước đó mà nó không chảy nước xuống thì nó đã bị nghẹt rồi. Thì khi mà bị nghẹt như vậy là tức là cái tủ của mình á, khi các bạn chưa tháo ra thì các bạn đã biết được là cái tủ của mình là nó đang đóng tuyết ở trên này, nước nó không xuống được và nó cũng không xả tuyết. Thường thường á, là nó sẽ có nước ở dưới này. Khi mà có nước ở dưới này á, thì cái bộ phận mà xả tuyết của các bạn đã ok rồi thì nó có, thì nó sẽ nhiều nước xuống, nhưng mà ở đây là không có nước thì nó đã bị vấn đề về bộ xả đá. Thì các bạn lên kiểm tra coi nó bị gì. Thì giống như ở đây á, mình đã mở ra xem thì mình thấy nó đóng tuyết nè, bít hết rồi.
thì mình biết được là khi nó đóng tuyết như thế này rồi thì nước nó sẽ không chảy xuống dưới kia được đâu. Đó, cho nên là nó đã bị hư cái bộ xả đá. Thì mình để xem coi linh kiện nào trong bộ xả đá nó hư, thì chúng ta sẽ kiểm tra từng linh kiện. Nhưng mà theo một kinh nghiệm thông thường của mình thì mình là thợ, mình đã nhìn vô là mình đã biết là nó bị gì rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem từng bước đó, xem coi con linh kiện nào nó hư thì chúng ta thay con linh kiện đó. Nhưng mà bình thường thì các bạn cứ làm theo mình. Bây giờ các bạn cứ sấy trước đi cái đã, cứ từ từ, không cần gấp. Các bạn cứ xem hết video thì các bạn sẽ làm được thôi. Đó. Mặc dù các bạn không có đồ nghề, các bạn đừng quan tâm nha. Mình xin nhắc lại cho các bạn là không quan tâm các bạn là có đồ nghề hay không. Các bạn cứ việc sấy cho xong hết, linh kiện nó lòi ra bên ngoài hết, các bạn lấy được linh kiện ra hết. Rồi các bạn đo từng con linh kiện, nếu như có đồ đo, còn không đo thì chúng ta sẽ làm theo kinh nghiệm. À, kinh nghiệm của mình thì mấy cái dòng tủ này, tại vì á mình gặp rất là nhiều tủ rồi, thì một con hai con đầu á thì mình có thể là đo, nhưng mà nhiều quá tình trạng nó giống nhau á, thì mình không cần phải đo nữa mà mình nhìn vô là mình biết luôn rồi. À, bây giờ mình sẽ tua nhanh cho các bạn xem nè, tại vì cái xả này, xả đá này nó lâu lắm, tại vì nó chủ nhà này á là ở vùng sâu vùng xa thì người ta không có sửa được, thì người ta sẽ bị rồi xong cái đầu người ta tự xả đá, là tức là người ta tháo ra, người ta lấy máy sấy, người ta sấy như mình vậy nè đó, người ta sấy sấy đến khi nào mà xong rồi á, thì người ta sẽ xài tiếp, người ta sẽ không không có sửa, nhưng mà người ta sấy vậy thì đâu có hết được, các bạn phải sửa mới hết được nha. Các bạn xài tạm á, thì các bạn sấy được. Đây các bạn thấy nó đông đá ở dưới này luôn không đó, mình dỡ tấm này các bạn xem nè, nó còn một góc đằng kia, thì mình sẽ tháo luôn cái tấm này để cho các bạn xem là ở trong nó đông đá như thế nào. Nhưng mà để tháo tấm này ra thì chúng ta sẽ sấy, đổ nước, nước nóng, nước sôi vô để cho nó lỏng cái tấm này ra mới được. Cái tấm này đang dính vô rất là sâu, nói chung là dính đá rất là nhiều rồi, cho nên chúng ta sẽ sấy đây nha. Thì các bạn sẽ đặt máy sấy ở phía dưới nè, các bạn sấy sấy đến một lúc nào đó nó tan hết, tan nổi rồi các bạn sẽ đổ nước nóng nha, đổ nóng vô thì nó sẽ tan tiếp. Thì khi mà nó tan á, thì nó sẽ chảy xuống dưới cái máng nước ở phía dưới, phía sau lốc á, thì nó sẽ tràn bên ngoài. Cho nên các bạn nhớ dùng khăn ta để bên ngoài để chúng ta ngăn được cái nước nó chảy lung tung nha. Tại vì nhiều khi nước mà nó tràn ra ngoài á, nó đổ tùm lum ra ngoài thì ướt đồ đẹp các bạn hết. Cho nên các bạn phải kỹ vấn đề này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy sấy ở đây cho nó sấy nè. Hiện tại mình đang tua rất là nhanh nha, chứ bình thường các bạn sấy rất là lâu nha. Cái này nếu mà các bạn tự sấy ở nhà mình nghĩ chắc từ hơn nửa tiếng trở lên nha, chứ không có ít hơn nửa tiếng đâu, tại vì cái cục đá này rất là to, mình để sấy được hết rất là lâu đó. Bây giờ mình đang cố gắng để mà mình sấy để mình tháo được cái tấm này ra, thì khi mà tháo tấm này ra thì chúng ta sấy sẽ nhanh hơn, tại vì bây giờ nó đang dướng cái tấm này nè đó, nó đang còn một cái móc, nó đang dướng cái chỗ cái chốt đó đó, các bạn thấy không, không cái chốt giống như cái chốt này nè đó, nhưng mà phía đằng kia đang dính lại đó. Thì bây giờ mình đang sẽ sấy cho nó văng cái chốt đó ra thì chúng ta mới nhấc tấm mình lên được. Thì bây giờ các bạn cứ sấy xong rồi các bạn sẽ đổ nước nóng, nước sôi đến khi nào mà tủ sạch thì thôi. Thì bây giờ mình sẽ tua nhanh đến cái đoạn mà qua cái khúc này đi, để cho các bạn xem là tới cái giai đoạn khác. Thì ở đây mình chỉ tua nhanh cho các bạn xem cho nó dễ hiểu thôi, chứ nhiều khi mình cũng muốn cắt clip lắm, cắt clip cho nó ngắn, nhưng mà do là có rất là nhiều bạn là không có rành á, các bạn sẽ kêu mình tua nhanh để cho biết là nào tháo như thế nào và gắn như thế nào, cho nên nhiều khi mình cũng không có cắt clip ngắn quá là được đó, tại vì các bạn cũng thông cảm này gì chứ, mình cũng muốn làm clip ngắn, clip dài mình cũng không có muốn làm clip dài nó cũng chán lắm đó, mình làm clip ngắn thôi. Bây giờ sau khi mình sấy xong rồi á đó, mình sẽ tua nhanh cho các bạn xem nè, sấy xong rồi mình sẽ nhấc cái tấm này ra để này, các bạn thấy không, mình để máy sấy đây chứ rất là lâu nha, để cho nó ra được cái tấm tấm bạc này. Cái tấm bạc này các bạn đừng có xé nha. Đó, rồi sau khi mình nhấc tấm này ra nè, giờ là ok nè, nó lỏng rồi nè, nó nhấc cái tấm ra rồi. Rồi tấm ở dưới là mình đã nhấc ra rồi, thì bây giờ nó đang còn đóng một cục này nè. Nhưng các bạn cái tấm bạc á, mình nhắc lại là cái tấm bạc các bạn đừng có xé bỏ nha, tại vì cái tấm nó sẽ bảo vệ được cái phần nhựa nó không bị nóng chảy á, tại vì khi mà nó xả đá thì nó sẽ nóng lên, nóng lên mà nếu mà trường hợp mà các bạn mà bỏ cái tấm bạc đó thì khả năng là nó có thể là chảy miếng miếng nhựa của mình, cho nên là các bạn đừng có xé cái tấm này nè.
Các bạn cứ để nguyên đó, các bạn sấy lấy nguyên tấm ra. Để chút xíu nữa chúng ta gắn vào bên cái tấm tấm nhựa kia để bảo vệ nó. Rồi, thì sau khi mà mình đã sấy xong hết rồi thì đã linh kiện đã lòi ra nè. Thì bây giờ mình sẽ cắt nha. Ở đây mình vừa làm một tay, mình vừa một tay cầm điện thoại, một tay làm, cho nên rất là khó khăn. Cho nên là các bạn thông cảm nha, đó, cho nên là cắt con cộng dây rút cũng hơi khó khăn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt dây rút ra và rút những linh kiện này ra, thì nó có chốt hết đó, các bạn cứ bóp vô rút ra thôi nha. Cũng đơn giản, cái này là cái cơ bản rồi, ai cũng có thể biết, nên mình cũng không nói nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra từng linh kiện ra. Đây có một con nha, lấy con này ra rồi mình để dưới đất, xong rồi mình tiếp tục mình lấy một con nữa. Đây mình sẽ bóp vô cái ngàm đó mình lấy ra. Đây rồi, sau khi mình lấy con này ra thì các bạn sẽ để dưới luôn. Đây nè, ở đây mình sẽ cho các bạn xem là con linh kiện này nó như thế nào nha. Thì thường thường là nó sẽ hư con này nè. Đó. Đó, sẽ hư con này. Thì con này các bạn sẽ có những cái con ngoài thị trường nó bán tương tự thôi, chứ nó không có giống như hãng. Nhưng mà để mà mua con của hãng cũng hơi khó, cho nên là các bạn có thể liên hệ mình để mua linh kiện chính hãng, hoặc là các bạn có thể mua ở ngoài linh kiện thường để chúng ta thay vô. À, thì ở đây nè, đây là mình cho các bạn xem nè, đây là linh kiện chính hãng nha. Thì linh kiện chính hãng thì lúc nào nó cũng mắc hơn rồi, nó bền hơn, nó mắc hơn, nhưng mà vẫn hư nha, chứ không phải là không hư nha. Ở đây là hư rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra nè. Đấy. À, để dưới đây cho các bạn xem. Thì ở trên kia cũng còn một con nữa, nhưng mà mình sẽ tạm thời đo hai con này trước đi cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ xác định được luôn là con nào hư rồi, cho nên mình sẽ đo con đó cho các bạn xem thôi. Còn mấy cái kia thì mình đo về cái mình đo thông thường cho các bạn nhìn thôi, chứ thật ra mình biết con nào hư rồi ha. Ở đây nè, con này mình thử đo con này để xem nó lên bao nhiêu ký nha. Các bạn dặn thôi, thang đo ôm lên các bạn đo nha, đo coi nó bao nhiêu ký nha. Đó, các bạn cứ để hai que vô đây đo thôi. Cái này nó cũng không có phân cực đâu, cho các bạn để que nào cũng được nha, bên que bên nào cũng được. Rồi mình mới chỉnh lộn mà, bây giờ mình chỉnh lại nha. Các bạn để thang đo ôm nha. Đó. Rồi các bạn cắm như đây đo. 6 ký tư. 6.46 là 6 ký tư nha các bạn. Thì hãng của dòng này á, dòng tủ Beko này á, nó sẽ là 10 ký. Nhưng mà thông thường á, các bạn có thể những cái linh kiện bên ngoài á là nó bán có thể là 7 8 ký thôi. Cho nên là hàng này có 6 ký tư thôi, tức là nó bị hư rồi đó. Cho nên các bạn sẽ thay đúng ký vô nha. Thì các bạn sẽ mua con 8 ký các bạn thay vào, hoặc là mua con 10 ký các bạn thay vào nha. Nói chung là các bạn cứ thay càng đúng chỉ số càng tốt thôi, nhưng mà tùy theo cái nhiệt độ nữa, cho nên là mình đo thì cho các bạn tham khảo thôi. Nhưng mà các bạn cứ ra cứ mua, cứ nói với tủ lạnh Beko hoặc là mua con chính hãng thay là chính xác nhất. Thì ở đây các bạn cho các bạn xem nè, ở đây nó còn một con nó dòng ra ngoài này, thì mình sẽ mở cái bo mạch này ra để cho các bạn xem. Đấy, thì trong bo mạch này nó sẽ luồn ra một, ở trong nó có một cái dây đưa ra đó, các bạn thấy không, cái dây màu đen đen đó, được quấn hai cọng đó, thì cái dây này luồn ra nè đó. Thì bây giờ mình sẽ đo cái dây này xem coi cái con còn lại ở trong này thì nó bao nhiêu ký nha. Cái con còn lại thì con này thì mình nghĩ là con này sống rồi, chứ không phải là hư nha. Con mình xác định hư là theo kinh nghiệm mình là con là lúc nãy mình đo các bạn đó. Còn cái con này á, là cái con còn lại nè. Thì cái con còn lại thì chúng ta sẽ đo hai dây này. Đó, dây trắng nè. Dây trắng với cọng dây xám nè, các bạn đo vô nha. Đó. Thì xem bao nhiêu ký? 7 ký 8, tức là đâu đó khoảng tầm 8 ký. 8 ký, nhưng mà cái con kia á, thì nó còn có 6 ký tư thôi, tức là con kia nó khả năng nó bị hư rồi nha các bạn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ thay con khác. Nhưng mà ở đây mình không có linh kiện chính hãng, cho nên mình sẽ thay một con linh kiện thường ở bên ngoài nó bán thôi, nó có mấy chục ngàn à. Nhưng mà thay vô để cho các bạn biết là nó vẫn chạy được, nhưng mà cái độ bền nó không có thôi. Nên nếu mà các bạn ở vùng sâu vùng xa thì các bạn cứ mua về các bạn thay. Thì nói chung là tất cả những cái gì ở trong video này các bạn xem mà các bạn không có liên hệ ai mua được, hoặc là không có chỗ nào mua, thì mình có thể mua giúp giùm cho các bạn. Ở đây mình cũng không có bán, nhưng mà mình sẽ mua giùm cho các bạn, nhưng mà mình sẽ lấy tiền trước
rồi mình mới mua, rồi mình mới gửi hàng nha. Ở đây mình mua, và các bạn mà không biết thì mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao để các bạn về các bạn gắn vô được. À, các bạn cứ liên hệ Zalo của mình nha. Rồi thì ở đây con này là các bạn thấy không, ở đây nó có một cái con này là 6,9 kg, 7 kg, nói chung là 6,4 kg, 6,9 kg, nó đâu đó tầm đó. Thì còn cái con kia thì nó là 7 kg mấy, thì nó bị hụt rồi, cho nên bây giờ mình đang có cái con linh kiện thường này, mình thay vô đó. Các bạn cứ cắt rồi thay vô nha, nó có hai cọng dây nữa, các bạn thay vô không có phân biệt cọng dây nào hết nha. Cho nên bây giờ mình cứ thay xong rồi mình quay tiếp cho các bạn xem, tại vì vừa cầm vừa quay không được. Ở đây nhà khách nữa, có mình làm mà, thì mình hỗ trợ mình làm vậy thôi chứ. Đó bây giờ mình cắt ra rồi nè, xong rồi mình thay vô xong ha. Rồi các bạn cứ thế các bạn ghim vô bình thường thôi. Ở đây là mình làm cọng dây này á, nó mình cắt cọng dây nó hơi ngắn á, nên các bạn làm các bạn nhớ cắt cọng dây nó dài dài xíu nha, để chút xíu tránh trường hợp là mình gắn vô nó hơi khó khăn, cho nên là các bạn cứ cắt để dây dài dài xíu. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn linh kiện vào để chút xíu nữa chúng ta sẽ test thử nha. Rồi bây giờ các bạn gắn vô linh, lúc đầu các bạn tháo ra sao thì các bạn gắn vô vậy thôi chứ không có gì khó nha. Các bạn sẽ gắn vô những cái ngàm của nó có chốt sẵn nè, các bạn cứ đưa vào là dính nè. Đấy, sau khi các bạn gắn xong rồi thì các bạn đưa nó vào đúng vị trí của nó là được. Thì ở đây có những cái con linh kiện, các bạn nào mà chưa biết á, các bạn có thể comment ở bên dưới, các bạn hỏi mình để mình hướng dẫn. Nhưng mà ở đây mình toàn là chỉ những cái video các bạn tự làm tại nhà được, cho nên các bạn không có cần phải biết nhiều kiến thức đâu, các bạn chỉ biết tháo ra các bạn gắn vô là được rồi, thay đổi là được rồi. Đây mình sẽ gắn cái con này vào vị trí cũ nè, cái con sensor nè. Thì thường thường mình sẽ dùng những cái từ mà gọi là thông dụng mà thông thường nhất cho các bạn dễ hiểu nha, chứ nhiều khi mình không có nói cái từ chuyên môn ở trong ngành của mình, thì cho các bạn dễ hiểu nhất. Còn còn con nào mà các bạn nghe các bạn không biết con gì hay là không biết gọi tên là gì thì các bạn có thể chụp lên màn hình, các bạn khoanh vùng con đó, xong các bạn gửi qua Zalo của mình thì mình sẽ chỉ cho các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta đo, hoặc là cái cách cách chúng ta sử dụng con đó để đâu và chức năng như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết về nó. Thì ở đây mình sẽ gắn con này vào vị trí này đó. Còn con kia thì mình gắn rồi, vậy thì mình gắn con này vào vị trí này nữa là xong. Còn một cái con còn lại thì chúng ta sẽ đợi đến khi nào mà lắp cái nắp vô chúng ta mới gắn được. Thì trước khi mà gắn cái nắp vô thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ đây nè. Mình sẽ làm cho sạch cái vùng này, cộng với mình sẽ lấy là cái tấm bạc này nè. Cái tấm bạc này làm cũng quan trọng đó các bạn, để ngăn chặn được tình trạng nó bị nóng chảy cái miếng nhựa của mình á. Thì trong đây nãy mình đã lấy ra được mấy miếng rồi, thì trong đây còn một miếng bự nữa. Miếng bự này thì chúng ta sẽ sấy đá ra hết, rồi chúng ta sẽ lấy cái miếng này ra để chúng ta sẽ gắn vào cái miếng nhựa kia, để chúng ta xíu nữa chúng ta lắp vô mới được đó. Tại vì do là chủ nhà để lâu quá, nó đông tuyết rất là nhiều rồi nó hư cái tấm này, chứ nếu mà phát hiện sớm thì mình thay thì đâu có bị gì. Nên các bạn thấy không, từng miếng nè. Thì bây giờ mình sẽ sấy cho nó nguội, sấy cho nó nóng lên, rồi xong rồi cho nó keo nó chảy ra, thì bắt đầu chúng ta sẽ sắp xếp cái hình dạng lại, dán lại cho nó ok đó. Chứ bây giờ các bạn có thể đi ra ngoài các bạn mua tấm mới gì các bạn dán cũng được nữa, nhưng mà ở đây do là dùng sâu dùng xa thì mình đi làm, mình làm giúp cho người ta cái tủ lạnh này, cho nên là mình cũng không có chuẩn bị trước mấy cái đồ này đâu, cho nên là mình cứ làm cho nó hoạt động lại. Cái gì mà tái chế tái sử dụng được là mình tái sử dụng thôi, cho nên là tiết kiệm mọi chi phí các bạn. Cho nên là các bạn cứ làm tại nhà thì các bạn cũng làm giống mình thôi, tiết kiệm mọi chi phí. Cái nào mà thật sự cần thiết thay thì bắt buộc phải thay thôi, còn cái nào mà mình tái chế được, mình sử dụng được thì mình cứ sử dụng nha, chứ không cần phải bỏ những cái đồ mà còn sử dụng được đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ sấy cho nó khô hết đi, rồi chúng ta sẽ sấy cái tấm bạc này nè. Cái tấm bạc này chúng ta sẽ sấy cho nó nóng ra, nó chảy cái keo cũ nó ra, thì các bạn sẽ dán lại được. Thì bây giờ mình sẽ sấy một hồi rồi mình sẽ dán lại, dán lại đúng vị trí của nó. Vị trí của nó là như này nè.
bị rách ra là sau khi mà nó bị đóng tuyết á, nó dính gục đá, nghĩa là nó bị, khi mà chúng ta tháo ra nó sẽ dính vô trong kia luôn, nó không có ra ngoài được. Thì cái tấm này cũng còn cứu vãn được, cho nên mình làm lại nè. Đó, các bạn thấy không, vẫn còn một lỗi nhỏ thôi nhưng mà vẫn ok, đẹp 95%. Còn về mà đẹp như hãng thì chắc không đẹp bằng rồi. Đó, rồi thì bây giờ sau khi chúng ta làm cái tấm đó xong rồi thì giờ chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ cái tủ này cho nó hết đá, hết nước và hết bụi bẩn đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lắp lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ sấy xong hết rồi nè, các bạn thấy không, cũng sạch sẽ rồi, bây giờ còn lau chùi nữa là ok. À, giờ là nước đá là hết rồi đó, cái lỗ này nó cũng thông nước xuống hết rồi, các bạn thấy có cái lỗ đó không, cái lỗ mà mấy video đô trước mình có cho các bạn xem á. Các bạn mà xem video mình nhiều á thì các bạn sẽ biết được cái lỗ đó là để làm gì rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp cái khu vực này cho sạch sẽ rồi chúng ta sẽ lắp vào nha. Thì bây giờ mình sẽ lau đây, mình sẽ lau cho sạch sẽ cái này. Đó, lau sạch sẽ trong bên trong tủ nha. Thì những cái mình sử dụng lâu ngày á thì những cái cá thịt này kia nó sẽ chảy nước xuống dưới này nè, các bạn nhớ tháo ra, các bạn lau. Có những tủ tháo được, có những tủ tháo không được nha, chứ tùy theo cái tủ chứ không phải cái nào cũng tháo được, đừng có cày quá nó hư tủ các bạn. Rồi giờ mình sẽ lắp vào. Nói chung là cái tủ này cũng bị anh chủ anh mở ra rất là nhiều lần rồi, cho nên là nhiều khi mình lắp vô nó cũng không có được gọi là khớp lắm. Nói chung là 90% 95% là được rồi. Cái này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần các bạn lắp làm sao mà cái quạt nó chạy được và cái luồng gió lưu thông trong tủ lạnh nó ok, nó lưu thông tới lui được là được rồi. Đó, là nó sẽ cái tủ mình sẽ hoạt động tốt thôi. Chứ còn cái chuyện mà lắp mấy tấm nhựa này nó cũng không khó đâu. Nói chung là các bạn cứ xem như video mình lắp rồi bạn làm được thôi. Đặc biệt là riêng cái tủ Beko này thì các bạn lắp rất là dễ, còn mấy tủ khác thì có thể là nó hơi phức tạp hơn, hơi khó khó hơn, nhưng mà tủ nào nó cũng dễ các bạn ơi. Các bạn tháo ra được một hai lần là các bạn biết các bạn tháo được rồi. Chứ cái tủ nhà mình thì mình cứ tìm hiểu một cái thôi, còn ví dụ như mình làm nghề thì mình biết được nhiều cái tủ, thì có đôi lúc những cái tủ mà mình chưa tiếp xúc thì mình cũng phải mò nó đến khi nào mà mình biết cái đường mình tháo rồi thì lúc đó mình mới tháo dễ được. Ở đây là do là mình nãy mình có nói các bạn đó, cọng dây này nó ngắn nè, cho nên mình gắn vô không được, cho nên bây giờ mình phải tháo ra nè. Tháo ra mình sẽ gắn ở bên ngoài trước, rồi xong rồi mình sẽ gắn cái chốt ở trong sau. Đây là mình sẽ gắn cái bên ngoài trước nè. Ở đây là mình nhờ khách quay giùm, khách không có biết quay cho nên là nhiều khi các bạn sẽ hơi khó chịu khi mà mình không thấy hết những cái hình ảnh này. Đó, mình sẽ gắn vô trước cái mặt nạ, xong rồi mình đẩy vô trong, rồi mình mới gắn cái chốt ở trong sau. Đó là cái cách khi mà mình thiếu dây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ vào và cắm điện để theo dõi tủ. Sau 8 tiếng nếu tủ lạnh chúng ta đông đá là thành công rồi nha. Rồi video ngày hôm nay mình hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta sửa xong tủ lạnh Beko inverter là như thế nào rồi. Thì các bạn xem video hay nhớ cho mình một like, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh Hướng dẫn Cuộc sống nha. Chúc tất cả mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye. Các bạn có thể xem thêm video ở trên màn hình của kênh Hướng dẫn Cuộc sống và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.